Sáng nay tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trao quyết định cho cán bộ. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc nghỉ hưu đối với Đại tá Nguyễn Thanh Bình, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Đại tá Ao Tấn Tài, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Trước đó, từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, đại tá Ao Tấn Tài đã nghỉ công tác chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm thì nghỉ hưu. Lãnh đạo tỉnh cũng đã trao quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Minh giữ chức giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2024. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường, phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Bình Dương. Dự chức chủ tịch hội đồng trường cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Trung, phó hiệu trưởng trường cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc giữ chức vụ hiệu trưởng trường cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Bình Dương. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và mong muốn các đồng chí tiếp tục đoàn kết tập thể, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng nhà nước tin tưởng giao phó đối với trường cao đẳng việt nam hàn quốc tỉnh bình dương ông lưu ý công tác đào tạo nghề cần hướng đến đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động đặc biệt là xu hướng hiện nay về chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ lãnh đạo tỉnh chúc các đồng chí nghỉ hưu luôn mạnh khỏe hạnh phúc tiếp tục nêu gương và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của địa phương